Phật tử, thế nào là Bồ Tát bất thối trụ? Bồ Tát này nghe 10 pháp, kiên cố bất thối. Những gì là 10? Đó là nghe có Phật không có Phật, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe có pháp không có pháp, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe có Bồ Tát không có Bồ Tát, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe có Bồ Tát hạnh không có Bồ Tát hạnh, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe có Bồ Tát tu hành thoát khỏi, tu hành không thoát khỏi, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe quá khứ có Phật quá khứ, không có Phật, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe vị lai có Phật vị lai, không có Phật, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe hiện tại có Phật hiện tại, không có Phật, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe trí Phật hữu tận, trí Phật vô tận, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe ba đời một tướng, ba đời chẳng phải một tướng, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Bồ Tát bất thối trụ? Tức là chẳng thối tâm Bồ Đề, trụ nơi tâm Bồ Đề. Gì gọi là tâm Bồ Đề? Nghĩa là tâm giác ngộ, chẳng có vô minh, phiền não, ngu si. Giác ngộ tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ, không, vô ngã. Đây gọi là bất thối trụ. Bồ Tát bất thối trụ, tại sao phải nghe 10 pháp này? Vì muốn cho tâm Bồ Đề kiên cố, chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Gì là 10 pháp? Đó là: một, Bồ Tát bất thối trụ nghe có người nói ba đời có Phật hoặc ba đời chẳng có Phật, ở trong Phật pháp chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. 2. Bồ Tát bất thối trụ nghe có người nói có Phật pháp hoặc không có Phật pháp, ở trong Phật pháp chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. 3. Bồ Tát bất thối trụ nghe có người nói có Bồ Tát hoặc chẳng có Bồ Tát, ở trong Phật pháp chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. 4. Bồ Tát bất thối trụ nghe có người nói có Bồ Tát hạnh hoặc chẳng có Bồ Tát hạnh, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. Người tiểu thừa chẳng thừa nhận có chư Phật, chỉ thừa nhận có Phật Thích Ca, cũng chẳng thừa nhận có Bồ Tát, chỉ thừa nhận có A-la-hán. Bồ Tát Đại Thừa là cước đạp thật địa, hành Bồ Tát Đạo, cứu độ chúng sinh, bất cứ ai nói gì cũng đều như như chẳng động, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, chẳng bị lợi lẽ chi phối, có sự nhận thức rất thâm sâu đối với Phật pháp, cho nên thuận cảnh hoặc nghịch cảnh đều tinh tấn chẳng thối chuyển. 5. Bồ Tát bất thối trụ nghe có người nói Bồ Tát tu hành được thoát khỏi ba cõi, ở trong Phật pháp tâm chẳng thối chuyển. 6. Bồ Tát bất thối trụ nghe có người nói quá khứ có Phật thụ trịch, trụ thế,